giá xe máy Honda liên tục phá đỉnh. Kênh giá vốn là thực tế từ lâu nay của xe máy Honda, nhưng gần đây tình trạng nóng hơn sau khi hãng điều chỉnh tăng giá 20 dòng xe hồi tháng 4. Honda Elite bản tiêu chuẩn hiện có giá 48,5 triệu đồng trên 9,4 triệu đồng, bản cao cấp giá 52,5 triệu đồng trên 11,2 triệu đồng. Xe Blade 2023 vừa ra mắt cách đây không lâu, giá hiện tại ở đại lý ở mức 54,3 triệu đến 71,7 triệu đồng, chênh lệch từ 12 đến 16 triệu đồng với mức đề xuất. Honda Vision, mẫu xe được ví là xe ga quốc dân, ghi nhận mức chênh giá khủng chưa từng có. Cụ thể, Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn được chào bán giá 44 triệu đồng, chênh 14 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Các phiên bản cao cấp, đặc biệt có mức chênh khoảng 16 triệu đồng. Đắt nhất là Vision bản cá tính, có giá công bố 34,5 triệu đồng nhưng khách muốn mua xe cần trả tới 53 triệu đồng. Honda Việt Nam cho biết ảnh hưởng từ các biến động kinh tế, chính trị và cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu, quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm của hãng bị tác động.